Thưa quý vị, trong thông điệp liên bang được công bố ngày 21 tháng 2 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo về việc tạm dừng tham gia hiệp ước New Start nhưng không rút khỏi hoàn toàn. Chủ nhân điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Nga cũng sẽ làm điều tương tự. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ thứ gì tương tự. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cũng khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn về kho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi New Start bị đình chỉ. Bộ ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow có thể đảo ngược quyết định tạm ngừng hiệp ước nếu Mỹ thể hiện thiện chí